mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Hiện tại em đang ở 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo là 35k một cái. Các con bán bánh xèo ở cùng bà nội, buổi sáng đi học, buổi chiều về phụ bán bánh xèo, buổi tối ngủ, sáng ngày đi học. Đặc biệt là Kiệt đang tham gia cuộc thi vẽ bánh xèo, nhưng mà chú Việt á, chú nhìn vô bánh xèo nó ra bánh mì à, không hiểu nguyên nhân là chắc là triều tượng hay sao. Bánh xèo mà nhìn ra bánh mì à, cái quan trọng nhất của của người nhìn á. Không kêu, hôm nãy kêu là cái kêu là giống như bánh mì kẹp phải không á, anh đi anh xách đi vô luôn mà. À. Đi học có bạn gái nữa hả? Ôi, có bạn gái là mừng rồi. Bánh xèo đi. Vô nhà vô luôn. Đó để bên đó luôn à. Mua gì? Mấy cái hả? Một cái 35.000. Ba cái luôn. Ba cái. Ngoài bán bánh xèo nhí thì ông nội còn chạy Grab nữa. Số điện thoại là 0938 728 828. Ông bà cô chú anh chị và các bạn ủng hộ ông nội cút xe nha. Cho đồ chua nhiều. Cho có bịch nào thêm miếng đồ chua cho cô. Kìa cái đó bạn gái nó hai mươi một lớn hơn nó 2 tuổi cho nên nó khai là còn 2009. À đó hả, lớn hơn 2 tuổi hả, trai gái hơn 2 trai hơn 1 cũng được, không sao hết. Hắn đi vô hắn không làm nữa, không phụ nữa. Bánh xèo trong nhà. Kiệt ơi, ra chọn bánh vô cho khách nè con. Chị Hai ơi, vô chọn bánh cho khách nè con. Có bánh rồi. Bánh xèo đi. Chưa có bánh, từ từ, chưa có. Có bánh chưa? Dạ. Tưởng thấy bịch rau để không bay bánh, để bay nhau. Dán 2 phần 1 mà 2 phần 1 mà giống 2 lấy 9.
ghê không? Sao không chọn bé nào nhỏ nhỏ hơn, tuổi hơn mà chọn bé lớn như vậy? Đứa dạ đứa được hai bữa chú Hà. Con trai luôn chú ơi. Ok. Con trai luôn. Trời ơi. Sorry ông bà nha, chọc kẹt cho vui thôi chứ không. Kẹt không vui hả? Mình chọc kẹt mà kẹt không vui. Nó vui được chiều luôn á. Nói vậy chứ dễ gì vậy? Bé Trâm Anh là nó đi vô luôn á. Bé Trâm Anh là nó quẹo qua quẹo lại đi vô rồi. Ủa? Mà sao đang nước sâu nửa bỏng này, bé Trâm Anh đi đâu rồi? Đi vô xiên chả giò hả? Chả giò. Mà sao chả giò không đem ra đây? Bếp còn ấy nè. Dạ. Kêu chả giò, kêu bé chả giò ra. Chú Long với chú Hà ấp ức từ 3 giờ chiều tới giờ đó. Nghe mà nội nó là chả giò cho 3 giờ là ra đủ. Mà... Dạ. Chả giò đó chưa? Dạ chưa. Đi 3 giờ chiều á, hai ông hỏi kia là 12 giờ ăn cơm trưa xong rồi đi nha. Nghe mà nội nó là chả giò đâu giờ chiều bán. Rốt cuộc là tới tới mà không thấy chả giò đâu thấy. Bánh chèo đi. Ủa ông nội đi đâu mà không thấy ông nội? Bà nội ở nhà. Ông nội trong nhà. Bốn bánh cho bác kìa. Đi làm gì anh? Đúng rồi. Dạ. Mưa tầm tã luôn. Bánh xèo nhí. Địa chỉ 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Chào chú viết tiếng nha, chào anh viết tiếng nha. Dạ, ngoài tình hình ngoài quê nhà có bị ngập lụt không anh? Dạ. Chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Con ở quận 6 luôn á. Con ở quận Phú ngoài bến xe miền Tây sao anh nữa. Thì đó lên cả tiếng rồi. Chào chú.
Chào 133.000 ông bà cô chú đang xem kênh fanpage Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Ghé bánh xèo nhí đi ông bà ơi. Địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12. Dạ đúng rồi anh Viết Tiến ơi, mong là tình hình ổn bà con. Bây giờ là tất cả bà con là dồn về miền Bắc á. Dạ, về miền Bắc để hỗ trợ bà con, cũng mong là vượt qua cái cơn bão này. Dạ. Đợt này cơn bão làm ảnh hưởng đến bà con quá trời luôn, ngoài Bắc luôn. Nhìn những hình ảnh xem trên clip đó thương. Nguyên có một cái gia đình đó, một cái gia đình mà ở cái làng gì mà trên Lào Cai phải không ta? Lào Cai hay là Sơn La đó. Mà mình đọc cái clip mình thấy mình sẵn luôn mà. Gia đình mà mất hết mười mấy người luôn á. Hôm qua hỏi bé Hà là tác dụng của cây tre để làm gì? Nó nói là cây tre dùng để là kẹp gà vô nước. À đúng rồi, cái đó là một cũng là tác dụng của hắn. Bây giờ là hướng về đồng bào miền Bắc nha, miền Trung, bà con miền Trung, miền Tây rồi đó, rồi tất cả nhiều đoàn xe, nhiều trong Sài Gòn đây cũng rất là nhiều các đoàn xe, các nghệ sĩ hướng về. Dạ. Bầu bánh tiêu hả? Bánh tiêu. Kẹt bánh tiêu mà. Mấy cái chị? Có quần Gucci hả? Ông bà cô chú anh chị và đó, ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video thứ hai qua kênh YouTube ủng hộ em nha, YouTube cùng tên là Cuộc Sống Sài Gòn TV luôn. Dạ, YouTube. Rồi, cảm ơn con nha. À, để vô chỗ nách chú Long này. Dẫn chứ để bàn kia được rồi. Chú Long cảm ơn nha. Kiệt có người yêu rồi nha. Bên đồng. Quen em đồng thôi. Có bạn gái rồi. 2K9. 2K9. Cây tre là kẹp gà nướng nè, nhưng mà tác dụng của cây tre là quan trọng nhất, là cây tre là dùng để làm cái roi đó, để đánh vô mông mấy đứa lì đó. À, cây tre đó là đánh vô mông mấy đứa lì đó. Cây tre trăm đốt á.
Chào ông nội nha. Ông nội này sao tới buồn buồn dữ vậy? Ông nội sao thấy buồn buồn với ta? Nghe anh em. Rồi ok, về chúng mày về luôn. Bữa nay đi live show rồi. Ôi, bụi nó mới thấy giờ đỏ mà bây giờ đang thui rồi. Không mưa đâu. Dạ không mưa đâu. Dạ không mưa để bán chứ. Mưa Sài Gòn mấy nay mưa to quá. Người ta trông đi một cái là người ta cũng trông, người ta chạy về liền hả? Ông bà cô chú là đi đi là ông bà cô chú ấy là chạy chạy liền hả? Mưa hả? Mưa không đi. Bởi vì mình mưa là mình lo tập trung mình chạy về nhà chứ đâu có thời gian đâu. Có. Chạy về ướt mê mức mềm biết mà. Rồi em xin kết thúc video luôn, đã dò hết rồi, em xin kết thúc video nha ông bà cô chú. Chưa, từ nãy quay video đã dò 20 phút mà chưa có đã dò. Tưởng là bé Tâm Anh đi ngủ rồi chứ. Coi hắn kìa, coi hắn kìa. Nó nói là hắn ăn. nhanh lên, chiên giá dò cho khách kìa. Tự hắn chiên hả? Cô ba đâu? Dầu mỡ đừng có cho hắn chung vô. Mày mấy dầu mỡ chiên ấy đừng có cho bé Trâm Anh nó làm, mưa kiệt luôn nè, cứ bé Hà Anh đừng cho làm. Kiệt vô chứ lợi phẩm. Mấy cái là người lớn làm thôi chứ. Review nó lấy em cuốn ăn thử. Bởi vì trẻ con mà. Đây. Thôi em xin kết thúc video luôn nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo luôn. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Bye bye. Bây giờ tiếp tục đi chương trình khác rồi. Nhiều chương trình quá.